Liên quan đến việc tinh giản chương trình học là vấn đề mà cả học sinh và cha mẹ các em đều đặc biệt quan tâm hiện nay. Chúng tôi hiện đang kết nối với ông Nguyễn Xuân Thành, đại diện của vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án giảm bớt lượng kiến thức cho học sinh để tránh quá tải khi mà học sinh đi học trở lại. Xin chào ông Nguyễn Xuân Thành ạ. Thưa ông, là cái việc tinh giản cái chương trình học đang được tính toán như thế nào ạ? Cái nội dung dạy học ở trong cái bài học của thuộc chương trình lớp 12 đấy, thì những cái nội dung nào mà nó có cái mức độ yêu cầu mang tính nâng cao ấy thì sẽ được giảm bớt đi để đảm bảo cái thời gian học tập cho các con khi còn phải nghỉ học như thế này. Cái thứ hai là cũng căn cứ vào cái chương trình ấy, thì chúng tôi sẽ tinh giản theo hướng là một số các cái tiết học trong sách giáo khoa mà gần nhau ấy thì có thể thiết kế thành cái bài học theo chủ đề để mà tiết kiệm thời gian dạy học. Chẳng hạn như là số tiết nhiều hơn 3 tiết chẳng hạn thì có thể là rút bớt đi cái thời gian dạy học trên lớp, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái yêu cầu của cái chương trình. Lý do là chúng ta đã thiết kế theo chủ đề rồi, và cái điều này nó cũng sẽ thuận lợi hơn cho các cái địa phương, các nhà trường mà tổ chức cái việc dạy học trên Internet hay là trên truyền hình. Cái điều thứ ba là chúng tôi cũng tính toán tinh giản theo hướng là những cái nội dung mà nó giao thoa giữa các cái môn học ấy. Thì có một số cái nội dung như thế trong chương trình hiện hành, và khi nó giao thoa như thế thì sẽ thiết kế để mà tổ chức dạy học tích hợp vào một môn chính thôi. Đấy, như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được cái lượng thông tin, tiết kiệm được cái đối tượng mà học sinh phải khảo sát nghiên cứu, nhưng mà vẫn đảm bảo được yêu cầu của kiến thức và kỹ năng của chương trình. Vâng, vậy thì điều này có gây thiếu hụt kiến thức cho những lớp học sau của các em hay không thưa ông? Chúng ta sẽ tinh giản chương trình tới cái mức độ mà có thể đảm bảo được yêu cầu để mà các địa phương tổ chức một phần là dạy học trên Internet hoặc là trên truyền hình. Cái phần còn lại khi mà chúng ta đi học trở lại thì tính toán để có thể đáp ứng được cái khung thời gian mà Bộ đã điều chỉnh, tức là hoàn thành chương trình trước ngày 15 tháng 7. Chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn để vào năm học mới là các em học sinh chẳng hạn năm nay học lớp 10 sang năm lên lớp 11 là sẽ có một cái hướng dẫn để các nhà trường có tính cái thời gian để mà bù đắp thêm cái phần kiến thức mà đã được tinh giản của học kỳ 2 của năm trước. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Xuân Thành.